khi dính lời nguyền hoa cưới thì sẽ ra sao? Sẽ như thế này. Oh my god! Wow! Thế này. Bà Sam, đó là một hôn lễ trong tương lai. Trời ơi chưa? Lê Nguyên bắt hoa cưới lên ứng với dàn sao Việt. Sam, Diệu Nhi, Ngô Thanh Vân trộm vía hưởng toàn ca thơm. Được thằng em giật dùm hoa cưới và rồi. Đây là một minh chứng cho việc sẽ có một ai đó dành cho mình. Nhiều người tin rằng bắt được hoa cưới thì trộm vía sẽ sớm trở thành cô dâu và lên xe hoa hạnh phúc. Lê Nguyên tốt lành đó đã hiệu nghiệm với loạt sao Việt. Bằng chứng là Sam, Diệu Nhi, Ngô Thanh Vân đã hưởng trọn may mắn, ai cũng cưới được toàn trong đẹp trai, đa tài, đã vậy còn yêu chiều nóc nhà hết mực khiến người ta không khỏi ganh tị. Sam, chiếc nhẫn kim cương siêu to khổng lồ tuy tạo gánh nặng cho ngón tay nhưng lại khiến Sam vô cùng hạnh phúc. Vậy là sau ngần ấy năm lẻ bóng thì cuối cùng người đẹp đã tìm được người đàn ông làm cô yên tâm giao cả cuộc đời còn lại. Dù không công khai diện mạo nữa kia nhưng trước mắt với độ khủng của chiếc nhẫn thì khán giả cũng đoán được độ giàu có. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên đã hạnh phúc khi khoe khoảnh khắc thiêng liêng này đến người hâm mộ. Trước đó trong đám cưới của Diệu Nhi, Anh Tú, Sam chính là cô gái may mắn bắt được hoa cưới. Dân tình thực sự bất ngờ trước sự hiệu nghiệm của bó hoa này bởi trước đó Sam khá kín tiếng trong chuyện tình cảm cũng như không lộ nghi vấn hẹn hò. Cô nàng nổi tiếng là người đẹp giàu có nhất nhì trong showbiz bởi khối tài sản kết xù sau nhiều năm miệt mài lao động nghệ thuật. Người đẹp gốc Long An còn từng tuyên bố chồng sắp cưới của mình sẽ phải có 30 tới 40 tỷ trong tài khoản vì đó chỉ là con số an toàn. Người yêu chuẩn bị cưới luôn. Chị nghĩ là khoảng tầm 30 đến 40 tỷ. Giờ đây chấp nhận lời cầu hôn, dân tình chắc mẩm rằng nửa kia của cô nàng đã đáp ứng được yêu cầu cơ bản này và không quên chúc mừng Sam khi may mắn được hưởng ké duyên lành và có được tinh hỷ nhanh chóng như vậy. Diệu Nhi. Trước Sam thì cô nàng Diệu Nhi chính là nhân vật may mắn hưởng trọn lời nguyền hạnh phúc sau màn bắt hoa cưới trong đám cưới của đàn chị Minh Hằng. Thời điểm đó dân tình cũng xôn xao thúc giục Diệu Nhi nhanh chóng hưởng kèo thơm lần này. Lời nguyền đó nhanh chóng thành hiện thực, chỉ 4 tháng sau Diệu Nhi đã chính thức lên xe bông với mỹ nam đa tài Anh Tú. Hôn lễ của cả hai diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người và niềm vui vỡ òa của đôi trẻ. Cả hai đã bên nhau 7 năm trước khi tiến tới hôn nhân. Anh Tú vừa là diễn viên, ca sĩ, điển trai, hài hước của showbiz Việt lại vừa là người chồng biết yêu thương chiều chuộng vợ hết mình. Trước những lầy lội của Triệu Nhi, anh chàng 3 phần bất lực nhưng 7 phần vẫn yêu thương che chở cho công chúa của mình. Khán giả thật sự vui mừng khi suốt thời gian hẹn hò không công khai, cuối cùng cả hai cũng có cái kết viên mãn. Ngô Thanh Vân. Cô dâu trộm vía từ bó hoa cưới tiếp tục gọi tên Ngô Thanh Vân. Nàng đã nữ của màn ảnh Việt năm nào giờ đã trở thành bông hoa dịu dàng e ấp bên cạnh người chồng kém 11 tuổi của mình. Còn nhớ trước đó trong đám cưới thế kỷ của Đông Nhi và ông Cao Thắng, đàn em Xuân Phạm đã nhanh tay nhanh chân mang bó hoa cưới của cô dâu trao cho Ngô Thanh Vân. Trong tình huống đó, dân tình cũng chưa dám tin vào sự linh nghiệm. Tới khi Ngô Thanh Vân chính thức làm vợ người ta, ai cũng gật gù trầm trồ. Tới cả Xuân Phạm cũng bất ngờ mà đăng dòng trạng thái: "Ủa mới đó mà đã 2 năm rồi sao? Em không xấu hổ giật bó bông cho chị." Có vẻ ok quá rồi. Khỏi nói về độ xứng đôi vừa lứa, bên cạnh ngoại hình đẹp cả đôi thì khối tài sản của cả hai cũng khiến dân tình chú ý. Trong khi Ngô Thanh Vân là sao nữ đa tài với nhiều vai trò như diễn viên, người mẫu, đạo diễn, nhà sản xuất vân vân, sở hữu trong tay vô số bất động sản, siêu xe tiền tỷ, thì chồng cô là Huy Trần lại là người mẫu, CEO của một công ty xuất nhập khẩu, chủ nhà hàng sang trọng. Bản thân anh chàng cũng có niềm đam mê mãnh liệt và là tay chơi có tiếng với xe phân khối lớn và xế hộp sang xịn. Các cô gái sở hữu hoa cưới của cô dâu được cho là người tiếp theo bước vào lễ đường. Những người đẹp như Sam, Diệu Nhi hay Ngô Thanh Vân đã tìm thấy bến đỗ hạnh phúc của cuộc đời mình qua sự may mắn từ những bó hoa này. Bạn có suy nghĩ gì với những màn hưởng kèo thơm của các sao Việt này? Hãy cùng chia sẻ với Gian nha! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!